Nằm giữa bốn bề bát ngát thông xanh ở vùng núi Phượng Hoàng của thành phố Chí Linh, đền thờ thầy giáo Chu Văn An từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch văn hóa nổi tiếng của tỉnh Hải Dương. Với chữ học được đề cao, đây là nơi đạo làm thầy và tinh thần hiếu học được tôn vinh. Thầy giáo Chu Văn An, tên thật là Chu An, tự là Linh Triệt. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Thìn, tức năm 1292, tại làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Là người từng mở trường tư thục để giúp cho dân nghèo cũng có cơ hội học tập, Chu Văn An dạy học đến cuối đời và có nhiều học trò xuất sắc. Vì vậy, thầy giáo Chu Văn An được tôn vinh là ngọn tuệ đăng bất tử, là vạn thế sư biểu, tức người thầy giáo mẫu mực của muôn đời. Theo điển tích quê hương Thanh Liệt, năm 16 tuổi, Chu Văn An đã đỗ khoa thi đình, nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, gần làng Văn Thôn nơi ông sinh ra. Ngoài 20 tuổi, ông được vua Trần Minh Tông mời làm tư nghiệp quốc tử giám và giao trọng trách dạy cho thái tử. Đến đời vua Trần Dụ Tông, vì không chịu nổi gian thần ác bá lộng hành, ông đã khẳng khái dâng thất trảm sớ, xin chém đầu 7 tên gian thần. Tiếc thay, thất trảm sớ đã không được vua chấp thuận. Vì vậy, ông đã trao ấn từ quan về ở ẩn trên núi Phượng Hoàng, lấy hiệu là Tiểu Ẩn, tức là tiểu khu ở ẩn, chỉ chuyên dạy học, viết sách, làm thơ và nghiên cứu y dược. Sau khi qua đời vào năm 1370, vua Trần Nghệ Tông đã ban tên Thụy cho ông là Văn Trinh và phối thờ tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Học trò và nhân dân trong vùng núi Phượng Hoàng đã an táng và lập đền thờ ông bên cạnh ngôi nhà cũ với tên gọi là Phượng Sơn Linh Từ. Thầy giáo Chu Văn An được lịch sử tôn vinh là một nhà nho có đức nghiệp lớn nhất, một vị quan chính trực, một nhà nho chân chính và một nhà thơ có tâm hồn thơ trong sáng. Thầy được tôn vinh là vạn thế sư biểu của Việt Nam, tức là người thầy của muôn đời. Chính vì vậy mà đến ngày nay, đền thờ vạn thế sư biểu Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng Chí Linh Hải Dương thì đã trở thành một địa chỉ tâm linh thu hút giáo giới học sinh sinh viên trong cả nước, đặc biệt là gửi gắm tâm nguyện trên quá trình học hành khoa cử, công danh đỗ đạt. Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, vào cuối thời Hậu Lê, ngôi nhà ở ẩn cư khi ấy gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại bức tường cổ phía đông, gọi là Tiểu Ẩn Cổ Bích. Trước thực trạng đó, chính quyền các cấp cùng nhân dân địa phương đã tiến hành một cuộc đại trùng tu và tôn tạo lại toàn bộ quần thể di tích liên quan đến ông. Trải qua hai giai đoạn trùng tu lớn, đến năm 2008, khu di tích đền thờ thầy Chu Văn An đã trở thành quần thể kiến trúc bề thế, trang nghiêm như ngày hôm nay, với hệ thống hoàn chỉnh và liền mạch từ điện lưu quang đến đền chính và khu lăng mộ.
Điểm đến đầu tiên khi tới thăm quần thể di tích đền thờ thầy giáo Chu Văn An chính là đền Trình, hay còn gọi là điện Lưu Quang, mang ý nghĩa là nơi lưu lại ánh sáng của tâm đức và trí tuệ. Đây cũng chính là nơi mà thầy giáo Chu Văn An mở trường dạy học khi về ở ẩn. Ngày nay, lễ khai bút đầu xuân và tục xin chữ bằng mực son đỏ diễn ra hàng năm vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch, chính là nét văn hóa độc đáo vẫn được gìn giữ tại ngôi đền này. Tại đền thờ Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An thì có một nét văn hóa tâm linh đặc trưng, đó là tục xin chữ tâm linh cầu học, cầu tài, cầu công danh sự nghiệp bằng mực son đỏ. Khác với tất cả các di tích gắn liền với đạo học trong cả nước Việt Nam là theo lối chơi chữ và viết bằng mực tàu đen trên giấy gió, là bởi vì khi xưa về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng thì thầy Chu Văn An đã phát hiện ra một giếng son, trong đó son nhuyễn như bùn, thầy đã dùng ống nứa để hút son, phơi khô mài lấy mực, và thầy Chu Văn An đã dùng thứ mực son đỏ đặc trưng của vùng núi Phượng Hoàng Chí Linh thay cho thứ mực đen mực tàu thời xưa để viết bài chấm bài và viết lên những áng văn thơ bất hủ để lại cho ngàn đời sau. Và điều này cũng phần nào lý giải tại sao ngày nay các thầy cô giáo Việt Nam của chúng ta lại dùng bút mực đỏ để chấm bài cho các học sinh thân yêu, là đều xuất phát từ gốc son đỏ tại vùng núi của Phượng Hoàng Chí Linh. Và ngày nay thì thầy đã không còn nữa, nhưng tục xin chữ son đỏ đã được Ban Quản lý Di tích thành phố Chí Linh khôi phục, bảo tồn và trở thành nét đẹp đặc trưng tại đền thầy. Theo tục lệ từ thời xưa, thầy Chu Văn An về ở tại đền Chu Văn An này. Và mỗi khi học sinh đến thăm thầy, khi trước khi ra về, thầy đều cho một chữ để các học sinh mang về làm kỷ niệm. Việc thầy cho chữ với cái tinh thần là hiểu giáo vô loại, tức là những người đến học đây không phải là con vua cháu chúa, mà mọi người được đến đây học tập và được học ở dưới mái trường của thầy giáo Chu Văn An. Hôm nay mình cũng xin chữ trí tuệ, thì cũng mong muốn là cho các con luôn học hành giỏi giang, rồi thông minh, trí tuệ. Tiếp đến là khu đền thờ với 112 bậc đá dẫn lên đền chính cùng với các công trình như tam quan nội, tam quan ngoại, sân hạ, sân trung, sân thượng, vườn cây, nhà giải vũ, nhà bia. Trong đó, đền chính Phượng Sơn Linh Từ có kiến trúc chữ đinh, gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung. Đền có diện mạo như ngày nay với kiểu kiến trúc chữ đinh, mang theo phong cách nghệ thuật tạo hình thời nhà Nguyễn, gồm có 2 tầng 8 mái, 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung, do dấu ấn trùng tu và xây dựng mới đây nhất vào năm 2004. Trong không gian quần thể đền thờ thanh tịnh, nằm ẩn mình giữa khu rừng thông xanh ngút ngàn, nổi bật trên đá trắng ở lối vào là chữ học. Cùng hàng chữ Vạn Thế Sư Biểu rất lớn, được khắc theo nét bút thư pháp. Đây chính là tấm lòng tri ân của bao thế hệ người Việt Nam đối với người thầy giáo mẫu mực của muôn đời. Đền thờ Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An thì được xây dựng theo 5 cung bậc
tượng trưng cho năm ngũ phúc. Đi từ phía nghi môn ngoại trở đến hết đền chính thì gồm có rất nhiều các bậc đá khác nhau, và có một điều đặc biệt đó là các bậc đá lên đền thờ Vạn Thế Dư Biểu Chu Văn An thì đều được xây dựng theo kiểu chiếu nghỉ 7 bậc. Có nghĩa là cứ 7 bậc một lại có một chiếu nghỉ. Và rất nhiều du khách có thắc mắc rằng là tại sao các bậc đá lên đền thờ Thầy giáo Chu Văn An lại không được xây dựng theo kiểu chiếu nghỉ 3 bậc, 5 bậc hay là 9 bậc theo con số lẻ dân gian của Việt Nam, mà xây dựng theo kiểu chiếu nghỉ 7 bậc. Đó là nhằm nhắc nhở người đời mỗi khi chúng ta về với đền thờ Vạn Thế Dư Biểu Chu Văn An, bước lên những bậc đá này thì chúng ta liên tưởng tới sự việc dâng thất trảm sớ năm xưa của thầy, nhớ tới những việc thầy đã làm và nhớ tới thất trảm thầy đã dâng. Cách đền thờ tầm 600 m là khu lăng mộ của thầy giáo Chu Văn An. Lăng xây theo hướng đông nam, trên đó được điêu khắc, trang trí tỉ mỉ các hình tượng như cuốn sách, cây bút hay bông hoa, thể hiện cho đức nghiệp thanh cao, trong sáng vì sự nghiệp giáo dục đất nước của thầy giáo Chu Văn An. Đến thăm quần thể di tích đền thờ Chu Văn An, khi thành kính thắp nến nhang tri ân bậc tiền nhân lỗi lạc, ta cũng như đang đứng lặng soi lại chính mình. Trong cái không khí xanh mát của rừng thông núi Phượng, những trang sử hào hùng về tài, đức của một người thầy được muôn dân nước Việt tôn vinh vẫn còn vang vọng mãi đến muôn đời. Những tin xuân xưa răng thương nhớ ra tài năng học nghiệp, giữa mùa xuân như hoa huệ hoa mai tỏa hương thơm thanh thoát, trong tiếp đông lạnh lùng vẫn hiên ngang như cây bách cây tùng, đốc chính học vì muôn dân trăm họ, đào tạo hiền tài đất nguyên khí quốc gia, chốn quan trường nhiều bệnh ra tay, khắc nơi thẳng gian thần vạch mặt. Hôm nay giữa cảnh nước non thanh bình thịnh vượng, hưởng giang sơn ngấm vọng, nhớ công ơn tiên tổ xây lèm, chúng con cầu mong Vạn Thế Sư Biểu thấu soi, văn chương công thượng đẳng thần phù hộ, cho con cháu lạc hồng thông tuệ dũng cường, làm rạng rỡ non sông Đại Việt, nơi trần thế toàn dân thịnh vượng, Đại Việt bốn mùa hạnh phúc an khang.